đi thì ra chứ Mận. Đây lễ năm mới Mận dịch cả nhà dịch sim. Rồi còn sống nè. Chút xíu tiễn em lên giường. Giờ Mận làm tiết canh với một là hầm hầm xả hay là làm gì mình cũng chưa biết nữa cả nhà. Miền Nam mà ăn tiết canh theo kiểu miền Bắc nè. Dài dài lên chút đi. Cái vô cái cùi luôn rồi gọi cái vậy. Quán cho nó kỹ như vậy á. Thì ra rồi làm gì? Chào đón năm mới bằng dịch sim. Mận. Mận cái Mận vậy? Có không mày? Giờ mình đi mà leo bẻ dừa nha cả nhà. Hai trái dừa trộn vô với tiết canh. Đó, buổi sáng bình minh 2019. Happy New Year cả nhà nha. Thanh đây là thanh long bạc ngàn cả nhà, thanh long ruột đỏ. Zoom lại cả nhà thấy rõ nè. Ăn con có cái chuồng bò cha mà không có phải clip cái chuồng bò cha mà phải clip chia sẻ lên thiệt á, tại tại vì trên mạng giờ chưa có ai làm clip với đó bẻ nha, vừa não hay vừa cứng cại nè, cầm máy đi bẻ cái nào cái này nè được không? Được, đợi bữa thấm leo rồi, cầm máy quay đi leo ra. Mẹ đã hai trái luôn đi. Muốn bốn con quà nào 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 cứng 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 cũng được nữa. Lấy nước à. Tối quá. Cá là nó cá tối. Còn mấy con trái thôi cũng được nữa. Xuống đi để nó té. Tối quá là nó tối thui rồi, không thấy. Rớt luôn hả? Rồi thành quả hai trái dừa. Rồi. Let's go cả nhà, hai trái dừa. Làm tiết canh. Đang bật nút nút đỏ phải không? Bây giờ cắt cổ mình đang nhổ lông nha cả nhà. Này là làm món khìa nha cả nhà. Đút củi vô rồi định cái nồi ra nhúng cái nữa là nó săn lông rồi. Nhổ lông khìa với nước dừa. Đó, hai anh hai đó. Anh đẹp trai đang nhổ lông. Là 1 là 26 bình phải không? Hai cái nồi lau đây nè. Cái nó ở đầu. Rồi lên đây nè, cái nồi lông nó còn bỏ vô cái mũ nè. Ông đem đốt. Rồi neo qua cho nó ra.
nãy động nãy chập luôn được máy rồi, cái canh này vừa còn nó nấu cháo chứ giờ nó nấu cháo ít ăn, tôi không nấu cháo. Được chưa đi nắng nóng lấy em hết rồi đi Bảo, giao đi Bảo rẻ ba mấy nè Bảo Bảo đâu ba mấy nè chỗ đâu má sao chỗ này kỳ vậy, hàng gì tới đây quý nó ngưng tay lại đó. Nó đang đẩy ngon lành tới đây nó khựng lại nha, nó là mài để tay mài sát luôn á tóc ba hết à. Sao không cưới vợ mới vậy ta? Hả? Từng diện lần hả? Vì lấy vậy chi? Vui ví dụ hoàn cảnh người ta phá như vậy. Ừ. Nó lâu về nó tao quét một cái mới đã. Vậy mới ngon hả? Ừ. Bảo này nay nhìn nó si quá rồi. Nó ngồi bơ phờ thấy nó không giống như mấy bữa thiệt chứ thấy khác á. Khác là khác. Sáng không hoạt động thôi. Hôm mẹ nó điện nó về á, tại thầy hô toàn vô mày nó nói gì mày bỏ mày giận mình về. Mẹ nó điện về đó, thở đó giận. Còn không cho nó nhậu nữa. Còn mẹ nhậu đến vậy đó, nó cắt nhậu không nhậu nữa ngồi đây làm gì vậy. Rồi nhỏ Long chuẩn bị xong rồi nha cả nhà. Giờ chỉ đi mổ tử thi nữa. Khám nghiệm tử thi nữa. Cái gì vậy? Mò cái đít cho nó sạch sạch. Dạ mà con kia nó chết luôn á. Dạ mà con kia nó chết luôn á. Rồi, kêu kéo con kia đang ngồi giùm luôn á. Rồi để hỏi chúng hai. Thì biểu xách xuống luôn rồi mà luôn cho nó đi. Rồi cái thắt thắt này đây. Bắt nồi nước lên đi. Nước đó là bắt lên tiếp. À bắt lên tiếp rồi nhỏ cho nó luôn. Rồi làm con vịt đó đi. Lấy vô nhíp này Bảo, nhỏ rụt rụt cái bên lại Bảo. Anh ta dám cho bay con vịt ăn mà bay không dám nhổ giùm con vịt. À còn mười thôi, không không còn. Cái nồi nó để lên đi. Rồi mình lên mình xách vịt về xuống xuống rồi cắt cỏ đi cho nó mặn nhỏ luôn. Nóng đó. Vậy mà nó không nhúng vô nồi nước nóng một cái nữa, đặt cho cái lông đó nó săn lại dễ nhỏ. Không dịch thịt nhiều quá. Lấy thau kia vô nhúng. Dịch này thịt nhiều quá. Dịch thịt quá nhiều. Săn lại cái là đầu ra dễ nhỏ. Chúng cái này để chín à. Được rồi. Được rồi cái à. Được rồi. Nước ở đâu mà chín, nước trên ra để ngoài đây mới đem vô tức thời, sôi đâu mà chín. Đúng rồi à. Sôi đem đây nè. Đây, để nhớ. Mẹ sôi gì nhầm con này là quá ngon rồi đó. Dao trên kìa, lại sắc gì ạ? Cái dao nhà đen đen hùng trên gắt lên đó. Bảo, này là dân nghề nghiệp làm mồi nhậu không nha cả nhà. Mấy anh này là dân chuyên làm mồi ha. Bất cứ con gì làm được hết á. Đây. Chỉ có con làm không được à. Đâu không cắt chung chứ sao ấy được. Giờ rẽ đó, rẽ đầu món ra. Bảo đang chuẩn bị dần cánh bầm nhuyễn ra nha cả nhà để quẩy tiết canh. Dần xương ra. Vui nữa vô trong kia ta bầm đi. Qua kia đi. Em vui nữa. Trời ơi đụng nó chảy máu quá trời. Dần xong bầm nhuyễn ra đừng cộng tiết canh nha cả nhà. Đó giờ hãy cộng tiết canh. Không mà cái dĩa tiết canh anh cũng không quay không được máu đỏ quá.
Ngậm gì? Nước không, bay bình thường mà. Ai biết, nhưng mà nó là có, nói chung là mấy clip mà có máu nó bị cấm kỵ gì. Không cho chứ nữa. Thì nó đang đăng mà nhiều, sợ mấy kênh nó bị kênh chết đó. Tại vì bữa hổm lên lên cứ coi cái mày đụng vô nó chết à. Mày đụng vô nó chết à. Câu nãy tại chắc bự rồi ta. Đã vừa đổ hoa hả Tài? Hả? Em biết thì anh thấy nó cũng xăng à. Cái này phải xào sơ lại nữa hả? Chín rồi mới đổ kia vô chứ bộ để sống vậy ăn ha. Tại nghe nói cái canh là phải sống. Sống phải... là quyết, máu quá. Cái tưởng này gì? Này là mấy cánh thịt bộ đầu lòng mà bầm làm thức canh này cả nhà. Giờ là niêm như vậy, xào sơ lại mới đổ thức canh vô. Trong đó là muối ở trong kia. Muối nè bà. Muối. Nó ra nước dữ nè. Ừ. Đó đây là phải chấm thêm nữa à, chứ lạc á. Chấm. Chấm là lạc hơn đó. Kệ được mắm đó mà. Tỏi. Tỏi dở củ ra đó. Đó. Biết cao nhẹ được hả? Ừ, biết nó hơi cao đúng rồi, tại cái lồng lồng không thấy thấy. Tao leo thôi, tao là tao leo. Mà cái bếp này sao kỳ đó, cha không làm cao dữ vậy hả? Cái này đúng rồi, đâu phải đâu cái bếp đâu, cái này là cái kệ để đồ thôi mà. Thứ hai coi. Cái theo cái tuổi là không, cái bếp rộng ý là DC như thế nào chứ đâu cao thấp đâu quan trọng. Cao thấp đâu quan trọng đâu, nếu mà vào không phải. Cao đâu. Coi là... nó là phải cả lưng quần mình ra chứ không, nói chung là con cái đó không công nhận chứ biết đồng ý là xây hướng nào thì có chứ mà cái bếp cao quá cái người lùng quá đâu có được, nói đâu có thể là chưa không biết thì coi nhắm ra đổi vô được chưa ấy nè, rồi ra cái ca là kế bên nữa. Giờ đổ nước dừa vô cả nhà, này trái đủ rồi, nước nhiều. Rồi, thịt nó mềm chín rồi. Nhưng mà mày thì ở cái gì là nó
Rau ăn sống hả chị mà thiếu? Nhiều đó nó chứ thấy phải thấy mà no mắt chứ thấy cũng nhiều. Có này cam nhiều đúng không? Mà không lặt rau răm là bay mua về để bọc lại là bay. Lặt chung có lấy. Đậu phộng nè, chết mẹ cái nồi khô rồi. Để rau con lặt con rùm lại cái này cái. Rồi này đã xào sơ nha cả nhà. Này là bên bộ phận tiết canh nha. Đó. Đang kìa. Khói ngút luôn, bốc mùi thơm quá cả nhà, mùi nước dừa. Đó, còn rau này là nguyên một thịt. Nguyên một thao rau tiết canh. Này ra. Nó chín chưa quý? Cái này không? Còn dữ không? Không còn dữ không? Được. Cái ngắt rồi chứ sồn sồn gì đó. Còn gì mà còn tôi sẽ xử. Đây là một cái hả? Cái nào? Không ngắt. Để được rồi. Ăn khỏi chấm luôn. Chấm gì đó, chấm gì nữa. Có thích canh vô nó ấy nữa mà. Vô cho tôi mượn cái dao tôi ra tôi bỏ dịch cái đây. Rồi. Ngủ chưa? Chưa, còn có mỏi nha. Được, vậy con này luôn được. Nóng là nóng ra. Phải nguội phải nguội bỏ vô mới được ha. Hồi nãy mặn mặn con giờ thêm con nữa nha cả nhà. Con này để dành chắc ha. Hậu thường ngày mai quá. Tại từ nãy giờ cũng lo quay mấy kia mà con này từ nãy giờ Tài cũng nhổ lông mới xong giờ đang khám tử thi. Này chơi lớn luôn. Quất hai con lượt. Dịch xem luôn nha cả nhà. Ủa mà cái này phải ngồi bỏ vô mới được hả quý? Chín nóng là mình bỏ vô rau chín nó không ngon là sao? Sao lại có cháo không? Cháo bỏ vô khúc đã. Cái gì? Thì đó là nồi cháo, múc tô cháo lên là thải cái đó vô. Cho ngồi xíu đi. Trong khi chờ đợi này mình làm cái món này cũng chuẩn bị xong nha cả nhà. Một con vịt xiêm làm hai món, món tiết canh với món thịa nha cả nhà. Giờ mình làm xong rồi cũng nói chung là món cũng làm cũng xong rồi. Dạ còn giai đoạn chứ còn dọn lên là ăn thôi, nhưng mà chút mình không có ăn được nha cả nhà. Mình không có review cái cảnh mà dọn lên tại mình còn đi công chuyện nữa cả nhà. Mình còn đi chạy show ở dưới nhà dưới nữa. Đó. Cái đây, này nhắc. Nó động quá à. Anh quý anh nên bỏ thịt về bên bộ phận món tiết canh nè cả nhà. Nó hấp dẫn không? Này cánh với bộ đồ lòng là bạo diễn nha cả nhà, hồ sơ lại. Rau để lên rau xong mới chế huyết chế tiết canh là lên nha cả nhà. Món ở đây gồm hành tinh cũng xong rồi, giai đoạn cuối giờ là dọn lên là dứt nha cả nhà. Cái
Đúng rồi. Xanh tươi như nồi canh luôn, tươi xanh như nồi canh luôn. Không nổi. Quá mệt quá rồi đó. Mình chén lên đây. Rồi xong tới đây kết thúc video này cả nhà. Như món tới canh đã hoàn thành. Còn món kè mình giờ mình chờ nó rút nước nha cả nhà. Món kè cũng là xong rồi. Đây là thành quả nãy giờ nha cả nhà. Đây. Dịch ruti, còn này là tiết canh.